từ những con tim của người Việt Nam, triệu triệu người Việt Nam. Khi cái lớp chúng ta đã qua đi thì những lớp trẻ sẽ tiếp bước chúng ta để nhắc với mẹ Việt Nam, để kêu gọi với mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, đất nước sẽ có một ngày tươi đẹp, huy hoàng, không còn cộng sản. Mẹ Việt Nam ơi, qua giọng hát của Không Quân Xuân Hương. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy mang dòng họ của ra sân.
Xin cảm ơn sư Không Quân Sương Hương, kính thưa quý vị.